Hello, xin chào các bạn đã đến kênh YouTube Lý Việt Mô của mình. Nếu như lần đầu tiên các bạn đến kênh YouTube của mình, hãy bấm vào nút đăng ký trên kênh YouTube, sau đó chọn cái chuông bên phải và chọn tất cả để không bỏ lỡ những video mới nhất nha các bạn. Rồi, thì hôm nay mình làm video các bạn để cho các bạn biết càng ngày càng có rất nhiều cái tập đoàn lớn các bạn nó muốn tham gia vào hệ sinh thái của Bi nha. Rất là dữ dằn luôn ha. Rồi, các bạn nhớ bật t-shirt để đào nha. Còn ai chưa đăng ký hãy đeo vào mô tả video đăng ký với mã giới thiệu là Bi Kích Xô của mình nha các bạn nha. Rồi bây giờ mình hãy đi vào Facebook ha. Thì mình giới thiệu cho các bạn một tập đoàn Royal Atlas Trading Corporation này. Đó, mình đọc tiếng Việt như vậy đó ha. Thì cái tập đoàn này là cái gì thì chúng ta lướt xem nè. Đây, Royal Atlas Trading Corporation rất vui và choáng ngợp vì sự hỗ trợ toàn diện mà chúng tôi nhận được từ các thành viên, và chúng tôi cũng cảm ơn bạn vì đã chia sẻ và đăng tải không ngừng sử dụng Royal Atlas Trading Corporation để giáo dục và lan truyền tin tốt và thu hút nhiều hơn nữa tham gia B Network. Đó, có nghĩa là cái tập đoàn này nó tham gia vào cái hệ sinh thái của Bi các bạn, tức là thanh toán bằng Bi rồi đó. Thì chúng ta xem là nó như thế nào nha. Chúng tôi muốn rõ ràng rằng Royal Atlas Trading Corporation không được kết nối với Bi Manila Marketplace hoặc bất kỳ thị trường hiện có nào khác khi chúng tôi tạo ra và thành lập tập đoàn này. Theo sứ mệnh và tầm nhìn của chúng tôi, vui lòng kiểm tra nó trên trang web của chúng tôi. Đây. Và một câu bạn cuối cùng, Royal Atlas Trading Corporation được xây dựng để đóng góp trong giá trị đồng thuận của Bi Network. Vì vậy, tất cả chúng ta đều có và sử dụng thành công Bi của mình trên Mainnet. Hãy tiếp tục khai thác và hẹn gặp tất cả các bạn. Thì ghi cho các bạn một tập đoàn ha, chứ không phải đơn giản đâu. Và nó đã muốn tham gia vào Bi nha. Rồi chúng ta hãy đi vào cái trang web của nó các bạn. Chúng ta xem là nó buôn bán cái gì nha. Rồi. Rồi các bạn, không, các bạn thấy nè, du lịch cũng có nè, Paris, biết biển ha, như là nhà hay sao á, bất động sản rồi đó, nhà cửa đó, không, xe cộ nữa các bạn, giá nè, giá này đương nhiên là giá tham khảo các bạn, chứ nó sẽ điều chỉnh sau khi mainnet nha, đó, các bạn cứ có dịp vào đây tham khảo đi, không, muốn đi du lịch ở Manila hay đâu đó thì xem ở đây. Rồi xe mô tô nè các bạn, giá 300 bi nè, 330 bi nè, không. Rồi tiếp tục một cái căn nhà ha, biệt thự gì đây nè, nói chung là bất động sản hay sao đó, là 1.200 bi đến 3.000 bi đó các bạn. Đó, rồi này là cái Allianz là gì, không, nó rất là nhiều cái nha. Hồng Kông, du lịch Hồng Kông là 3 bi à, không, và du lịch Pháp à, có cái Tháp Eiffel này 5 bi à, Jeep Rubicon này, cái xe này là 845 bi à, không. Và ngoài ra là các bạn muốn xem thêm á thì các bạn đi vào chỗ này nè, các bạn phóng lớn lên, các bạn đi vào cái chữ service của nó nè, tức là phục vụ đó. Các bạn thấy rất là nhiều xe nha, thấy không? Ô tô nè, Honda BCX nè, 155 41 bi. Yamaha R1 330 bi. Ngon cho các bạn. Honda CBR 150R 48 bi. Đó các bạn thấy không? Cái giá của nó niêm yết đó các bạn. Hàng nó có rất là nhiều cái mục nè, service nè. Rồi cái này gì nè, ứng dụng nè. Không, nó chia ra. Nè các bạn, có iPhone 12 Pro Max rồi các bạn, 19,5 bi nữa các bạn. Đó. Thấy ngon chưa? Rồi ở đây thì mình có thể là xem với các bạn sau này sau mainnet thì các bạn có thể rút bi ra bán cũng được nha. À, máy tính nè, máy tính sách tay là 20,1 bi nữa các bạn. Đó. Rồi laptop. Rồi. 16 bi tủ lạnh nữa các bạn. Phải không? 24 bi. Rồi iPhone 13 Pro Max 37,5 bi các bạn. Đó, nó niêm yết cái giá, nhưng mà điều cái giá tham khảo thôi nha, chưa chính thức luôn nha các bạn nha.
nó bán rất là nhiều thứ nha, cái tập đoàn của các bạn nó rất là nhiều. Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G 20 GB các bạn. Đúng không? Oppo Find X3 Pro 16 GB. Đó, quá trời luôn các bạn, rất là nhiều thứ nha. Các bạn có thể tham khảo rất là nhiều. Ngoài ra các bạn có thể đi vào cái chỗ là Insurance này nè. Insurance. Đó, bảo hiểm cái gì đó. Travel. Hay không? Du lịch. 5B, 3B, 5B, không? 5B. Rồi Real Estate. Nhà cửa, không? Đó. Rồi Franchising gì nè. Không? Đó, các bạn có thể tham khảo rất là nhiều nha. Thì đương nhiên ở đây á, bây giờ chưa có mainnet thì giờ giá bi chưa biết bao nhiêu, nhưng mà trước mắt các bạn có tham khảo có nhiều nguồn các bạn. Không, sau này mình cần đi du lịch đâu đó thì mình đi, không? Hoặc là mua cái vật dụng gì đó, iPhone hoặc là mô tô đi cởi thì mình sẽ tham khảo nhiều hơn các bạn nha. Để cho các bạn biết rằng là bi rất là giá trị nha, đừng bao giờ bỏ lỡ bi bất kỳ một cái gì nha các bạn nha. Cho nên là các bạn có thể tham khảo để sau này mình có nguồn để mà mình có thể tìm hiểu và mua nha. Rồi, nó đơn giản như vậy thôi ha. Các bạn có thể lên tìm hiểu ở cái trang Royal Alaska Trading Corporation nha. Rồi, nếu có gì không hiểu thì bạn có thể bình luận video để mình giải đáp các bạn nha. Và mình sẽ cố gắng tìm thêm những cái nguồn khác mà sẽ trao đổi bi sau mainnet, thì mình sẽ làm video để hướng dẫn các bạn ha, để cho các bạn có thông tin. Rồi, đừng quên bấm vào nút đăng ký trên kênh YouTube của mình, sau đó chọn cái chuông bên phải và chọn tất cả để không bỏ lỡ những video mới nhất nha các bạn. Và ai chưa đăng ký bi thì hãy đăng ký đi các bạn, ủng hộ mình bằng cách sử dụng mã giới thiệu bi khách sôi cho các bạn. Rồi, chúc các bạn có nhiều bi. Xin chào và hẹn gặp lại.